Này cậu đã từng hẹn hò bao giờ chưa? Tất nhiên là rồi chứ. Không phải là yêu đơn phương đâu. Không phải là đơn phương mà. Tớ đã hôn rồi đấy. Hôn rồi thì tất nhiên là bạn trai rồi chứ. Nước ngọt này uống đi. Cái gì đấy, chả cái gì cả. Đây là nước của Lâm Lam để lại. Xong rồi mình đã ngậm vào chỗ của Lâm Lam uống nữa thì được gọi là hôn tán tiếp à. Sao bạn đây lại như thế bu? Dạo này mấy đứa bị sao thế nhỉ? Thật là khó ưa. Chỉ mình mới phải được phép nóng giận thôi mà. Mình là ác ma vaccine. Vaccine đáng sợ nhất chưa? Này, tôi đã ngậm đúng chỗ của lớp 5 ngậm ấy. Thì cái đó không được gọi là hôn đúng không? Hả? Cái đó không được gọi là hôn. Nào nào trật tự, mau ngồi vào chỗ nào đi các em. Hôm nay cô sẽ cho các em thời gian để làm bài tập. Cô sẽ cho các em tầm độ 10 phút. Làm từ câu 1 đến câu 5 nhé. Bắt đầu. Khó quá. Này, nếu mà có cơ hội thì cậu muốn đi du lịch ở đâu? Cậu lấn răng mạch rồi nhá. Thế cái tay này là của tớ à? Thế cậu chặt rồi mang về ướp đi. tớ muốn đi Paris. Paris? Paris Pháp à? Ừ, tháp Eiffel đẹp mà. Chờ tư nào. Tí nữa cô sẽ kiểm tra đi nhá. Nào các em làm xong hết rồi đúng không? Chơi bóng rổ à? Ô, luôn được cử đại diện trường thi đấu thôi. Chưa gì tôi đã vào một trái rồi nhỉ? Và anh đây vẫn chưa khởi động thôi. Bây giờ tôi mới bắt đầu này. Yeah. Tại sao lại bị ngã cơ chứ? Cậu không sao chứ? Đáng sợ ơi, cậu có sao không vậy? Đâu? Yes. Không sao, đường này có đáng gì. Ôi dồi ạ, cứ tưởng có chuyện gì chứ, nay mau uống đi. Tớ có một chai nữa này, Lâm nó chủ uống đi. Thôi khỏi, tớ có nước rồi. Cậu có thật không sao không đấy? Nước này vẫn còn mát mà. Ôi, cậu bị ngã ở chân, có bị sao không vậy? Kim. Chủ tịch ấy hả? Mày làm cái gì mà học hành chỉ được có 20 điểm thế hả? Con xin lỗi ạ, cô giáo đã gọi điện thoại cho tao.
đừng làm tôi mất thể diện nữa. Mày có biết là trong lúc tao nói chuyện với mày như này là tao đã ký được bao nhiêu cái hợp đồng không hả? Mày đúng là cái loại người không có mẹ chăm dưỡng nên mới thế. Bố là người ly hôn mà, tại sao là lỗi của con? Cái thằng này đã bỏ học thì không học, suốt ngày lêu lỏng chơi bời thôi. Bây giờ bố lại điều tra sau lưng con à? Gì mà điều tra? Con cái làm cái gì thì bố mẹ phải biết chứ. Con cái à? Bố cũng nghĩ con là con của bố à? Tôi chưa bao giờ nghĩ chủ tịch là bố của tôi cả. Mày nói cái gì? Tao mất dạy. Lần sau mà còn 20 điểm và làm tôi mất mặt như này nữa xem, lúc ấy đừng trách tao. Tao không bỏ qua cho đâu. Mau ra ngoài đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày. Thư ký Kim, mau cho nó đi ra nước ngoài học cho tôi. Ồ, tớ đang ở nhà. Này 20 điểm, cậu có chuyện gì vậy? Trời ơi, sao mà nhìn mặt cậu siêu xấu luôn ấy. Này 20 điểm có chuyện gì? Nói đi nào 20 điểm, nói đi. Cũng không có chuyện gì, thời tiết hôm nay mát nên tôi gọi cậu ra đây thôi. Thế á, công nhận là hôm nay thời tiết thích thật ấy. Cái này là cái gì? À cái này á, nhìn hay đúng không? Hôm qua mẹ tớ đã mua cho tớ đây. Thật ra cái này là tớ muốn mua từ lâu lắm rồi. Nhưng mà cái này đắt lắm nên là tớ chẳng dám đòi mẹ mua đâu. Nhổ may quá, hôm qua mẹ tớ tự dung vui tính nên là tớ đã hỏi mẹ là: mẹ ơi mẹ mua cho con cái này được không ạ? Nên là mẹ đã gật đầu. Xong mẹ đổi ý ấy, nên là tớ liền mang với quầy thanh toán luôn. Thế là ấm được em này nó về. Vui hay là vui kì kìu mì kì. Vui nhỉ. Cậu muốn giờ thử không? Ồ, cũng mà cậu phải cẩn thận đấy nhá. Nó mà bị vỡ là không được đâu. Phải khó lắm tớ mới có được em nó đấy. Ê, thôi thôi thôi, đuổi. Ờ, cậu chơi nhiều vào. Cậu vẫn thích những cái như thế mà. Ồ, thôi cái này vui mà. Chẳng cần phải lo phiền cái gì hết đấy. Cũng đúng. Chẳng cần phải lo âu cái gì. Khi nào mà căng thẳng ấy thì chơi nó vui lắm luôn ấy. Lúc học có một tay vừa bóp như này này, xong rồi vừa học á tập trung lắm luôn ấy. Tớ có biết đâu, vì tớ chẳng học hành gì. À đúng rồi, nên là cậu mới bị 20 điểm. Đã bảo đừng có gọi là 20 điểm mà. À đúng rồi, tớ có lần bị 30 điểm là thấp nhất rồi ấy. Nhưng mà cậu lại còn bị 20 điểm nữa, đình thật đấy. Thật là... Buồn cười quá. Ồ, nhưng mà tại sao lại là tớ? À ý là tại sao lại bảo tớ ký cái hợp đồng yêu với cậu ấy? Vì bọn mình ngồi cùng bàn mà. À, chỉ đơn giản như vậy thôi á. Mày đi khỏi đây đi, nhìn chướng cả mắt. Bạn gì ơi, bạn có đi nhà thờ không? Đến nhà thờ được an ủi nhé, fighting. Cảm ơn nhé. À rồi ơi, fighting cơ gì cơ chứ, ngại quá đi. Ai đó đã đưa mình đến nơi đây, duy nhất đó chính là bạn. Vicky ơi, ô Vicky, bọn mình mau về đi thôi. Nắm cánh tay đó. Ô, đi thôi đi thôi. Thế nào quên được ánh mắt đầu tiên, nụ cười đó thật dịu dàng. Giờ đây đều là những ký ức khó phai mờ, những tấm hình đáng yêu mà hai ta đã chụp cùng nhau, ca từ hát vang còn mãi luôn khắc sâu trong tim. I think I'm falling in love, I'm falling in love with you. Hãy luôn ở bên cạnh mình, okay? I need you. Sẽ không thể nào quên được bạn và những ký